tại sao các hành tinh trong hệ mặt trời lại quay quanh cùng một mặt phẳng? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải quay ngược thời gian. Nếu bạn đã từng nhìn vào một mô hình của hệ mặt trời, bạn có thể nhận thấy rằng mặt trời, hành tinh, mặt trăng và tiểu hành tinh gần như nằm trên cùng một mặt phẳng. Nhưng tại sao lại như vậy? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải du hành đến thời kỳ đầu của hệ mặt trời, khoảng 4,5 tỷ năm trước. Neil Hagerheifer, một nhà thiên văn học tại Đại học Hawaii tại Emnoa, nói với Lysaion khi đó, hệ mặt trời chỉ là một đám mây bụi và khí khổng lồ, xoay tròn. Đám mây khổng lồ đó có chiều ngang 12.000 đơn vị thiên văn gọi là AU. Một AU là khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời, hoặc khoảng 93 triệu dặm tương đương 150 triệu km. Neil Hagerheifer nói rằng đám mây đó trở nên lớn đến mức, mặc dù chỉ chứa đầy bụi và các phân tử khí, nhưng đám mây bắt đầu sụp đổ và co lại dưới khối lượng của chính nó. Khi đám mây bụi và khí quay tròn bắt đầu sụp đổ, nó cũng sang phẳng. Hãy tưởng tượng một người thợ làm bánh pi và ném một phiến bột đang quay vào không khí. Khi nó quay, bột nở ra nhưng ngày càng trở nên mỏng và phẳng. Đó là những gì đã xảy ra với hệ mặt trời rất sớm. Trong khi đó, ở trung tâm của đám mây luôn phẳng này, tất cả các phân tử khí đó bị ép lại với nhau rất nhiều, chúng nóng lên, Neil Hagerheifer nói. Dưới sức nóng và áp suất khổng lồ, các nguyên tử hydro và heli hợp nhất và khởi động một phản ứng hạt nhân kéo dài hàng tỷ năm dưới dạng một ngôi sao con, mặt trời. Trong 50 triệu năm tiếp theo, mặt trời tiếp tục lớn lên, thu thập khí và bụi từ môi trường xung quanh và tạo ra các đợt bức xạ và nhiệt độ cao. Từ từ, mặt trời lớn to hơn đã dọn sạch một không gian trống xung quanh nó. Khi mặt trời phát triển, đám mây tiếp tục sụp đổ, tạo thành một cái đĩa xung quanh ngôi sao đó trở nên phẳng hơn, đồng thời mở rộng và nở ra theo mặt trời ở tâm, Neil Hagerheifer nói. Cuối cùng, đám mây trở thành một cấu trúc phẳng được gọi là đĩa tiền hành tinh, quay quanh ngôi sao trẻ. Neil Hagerheifer cho biết, đĩa này trải dài hàng trăm AU và chỉ dày bằng 1/10 khoảng cách đó. Trong hàng chục triệu năm sau đó, các hạt bụi trong đĩa tiền hành tinh nhẹ nhàng quay xung quanh, thỉnh thoảng đập vào nhau. Một số thậm chí còn bị dính vào nhau. Và trong hàng triệu năm đó, những hạt đó trở thành những hạt dài milimét, và những hạt đó trở thành những viên sỏi dài hàng centimet, và những viên sỏi tiếp tục va chạm và dính vào nhau. Cuối cùng, hầu hết vật chất trong đĩa tiền hành tinh dính vào nhau để tạo thành những vật thể khổng lồ. Một số vật thể đó lớn đến mức lực hấp dẫn đã định hình chúng thành các hành tinh hình cầu, hành tinh lùn và mặt trăng. Các vật thể khác trở nên có hình dạng bất thường, như tiểu hành tinh, sao chổi và một số mặt trăng nhỏ. Bất chấp kích thước khác nhau của những vật thể này, chúng ít nhiều vẫn ở trên cùng một mặt phẳng, nơi khởi nguồn cấu tạo vật chất của chúng. Đó là lý do tại sao, ngay cả ngày nay, 8 hành tinh của hệ mặt trời và các thiên thể khác quay quanh cùng một mức độ. M68 TG Science cảm ơn bạn đã xem video này. Các bạn bấm đăng ký kênh để thêm nhiều video hấp dẫn của M68 nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.